Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sau hơn 72 giờ nghi phạm gây ra vụ án mạng tại quán cà phê ở Hóc Môn lẩn trốn, lực lượng công an Thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã phối hợp truy bắt được nghi phạm sát hại cướp của ở Hóc Môn khi đang lẩn trốn tại cánh đồng rộng hơn 3 hectare tại huyện Bến Lức, Long An. Cụ thể, vào lúc 10 giờ 45 phút sáng mùng 9 tháng 1, các lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được hung thủ sát hại cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn. Theo đó, hung thủ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên 3 hectare thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vào cánh rừng rộng hơn 3 hectare trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An để truy tìm nghi phạm sát hại người cướp của. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ. Lực lượng trinh sát còn bố trí ở các ngã đường khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Các lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm qua, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn kiosk, đồng thời là quán cà phê giải khát trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH1 với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện NTHP, tên viết tắt, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Nhận được thông tin kẻ sát hại người, cướp của điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, đi theo đường tỉnh 830, chạy về hướng thị trấn Bến Lức. Lực lượng công an đã tổ chức truy bắt. Chạy được một đoạn, nghi phạm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cây cỏ, cây dại mọc um tùm. Suốt nhiều giờ qua, các cơ quan chức năng đã lần theo dấu vết, truy tìm tung tích của nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại quán cà phê trên địa bàn quận Hóc Môn vào ngày 6 tháng 1. Theo đó, toàn bộ khu vực tiếp giáp ấp 7, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bị lực lượng cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh và Long An bao vây, truy bắt hung thủ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh. Quan sát tại khu vực lẩn trốn của nghi phạm, từ đường 830 chạy sâu vào bên trong cánh đồng thuộc ấp 7, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An, khu đất rộng hàng trăm hecta. Vùng đất này đang trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Một người dân tại nơi đây cho biết, do nằm xa khu dân cư, việc ra làm vườn của người dân nơi đây hầu hết là đi bộ vì không có đường giao thông nông thôn, chủ yếu là kênh rạch, có thể băng qua địa phận xã Lê Minh Sơn, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo người dân khu vực, trước đó vào trưa mùng 7 tháng 1, người dân địa phương nhận được thông báo của công an huyện Bến Lức, hiện có nghi phạm sát hại người cướp tài sản bỏ xe máy ven bờ kênh, khả năng chạy vào sâu cánh đồng trốn thoát. Chính vì vậy, người dân cần phải cảnh giác đối với thanh niên lạ mặt, đồng thời điện báo ngay cho công an nếu phát hiện đối tượng nghi vấn. Thông tin ban đầu được cung cấp bởi các nhân chứng hiện trường cho biết, vào chiều mùng 6 tháng 1, thanh niên đội nón kết màu đỏ, áo sơ mi đỏ, mặc quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến giao thông được cho là huyện Đức Hòa, Long An để mua nước uống và đồ ăn. Đứng trước cửa quán, lấy món hàng vừa mua, đối tượng lên xe máy rời đi. Đến lúc nghe tin công an truy bắt nghi phạm gây án, gia đình mở camera xem lại, thì gương mặt khá giống hình dạng nghi phạm gây ra án mạng tại quán cà phê huyện Hóc Môn nên báo cho công an. Ngoài ra, nguồn tin của một nhân chứng hiện trường khác cũng cho biết, sau khi nắm được thông tin đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng chạy sang huyện Đức Hòa, người này cũng đã mở camera ở nhà để kiểm tra, thì phát hiện thanh niên ăn mặc chạy xe giống như nghi phạm vào khu vực ấp 7. Dù không chắc chắn 100%, nhưng nhân chứng này khẳng định hình ảnh này là thanh niên mà công an muốn tìm. Trước sự trốn chạy liều lĩnh của nghi phạm, công an tỉnh Long An vào chiều 7 tháng 1 đã quyết định tiếp tục chi viện thêm cảnh sát cơ động. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín địa bàn giáp ranh. Lãnh đạo công an tỉnh Long An, phòng nghiệp vụ công an huyện Bến Lức tiếp tục có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phối hợp cùng công an Thành phố Hồ Chí Minh bằng mọi giá bắt nhanh đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Theo một nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh từ Long An, trong 3 ngày trốn trên cánh đồng, Tâm chỉ luẩn quẩn quanh khu vực đồng trồng cây cối tùm của người dân. Hăng khai chỉ có hái ổi trái cây để cầm cự, khát nước thì uống nước trong lu, uống nước mương dù ô nhiễm nhưng vẫn uống. Nguồn tin cho hay, Tâm cũng khai thi thoảng ở các khu lẩn trốn có nghe thấy tiếng của người dân, nhưng nhanh chóng lẩn nấp vào các lùm cây nên không bị ai phát hiện.
Người này cũng thừa nhận nguyên nhân vụ việc cướp tài sản nhắm đến chiếc xe máy và ra tay với cô gái, chứ không có mục đích nào khác. Tâm được cho là người ham mê cờ bạc, từng bị công an tỉnh Long An truy tìm liên quan đến một vụ trộm xe lô. Như báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, sau khi sát hại cô gái, nghi phạm Tâm cướp chiếc xe hiệu SH1 của nạn nhân rồi tẩu thoát xuống Long An. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an tỉnh Long An truy xét hung thủ, công an theo vết đến đường tỉnh 830 thì mất dấu nghi phạm ở khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Đến tối, một người dân bán tạp hóa ở gần cầu Rạch Nổ thuộc ấp 7 xã Lương Hòa nói việc có thấy người đàn ông giống hệt nghi phạm xuất hiện tại quán của mình mua nước uống. Qua camera trích xuất từ quán nước và một camera khác ở gần khu vực này, công an xác định từ chiều mùng 6 tháng 1 đến tối, nghi phạm đã luẩn quẩn ở đây nhiều giờ đồng hồ. Trước sự trốn chạy liều lĩnh của nghi phạm, công an tỉnh Long An chiều mùng 7 tháng 1 đã quyết định tiếp tục chi viện thêm cảnh sát cơ động công an thành phố Hồ Chí Minh, cũng bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín tại địa bàn giáp ranh. Lãnh đạo công an tỉnh Long An, phòng nghiệp vụ công an huyện Bến Lức trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh bằng mọi giá bắt nhanh đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Mở rộng truy tìm, công an phát hiện một chiếc xe tay ga và đôi dép nghi phạm đã bỏ lại ven một lối đi trong ấp 7. Cơ quan chức năng liền bổ sung lực lượng phong tỏa và toàn bộ khu vực, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Tuy nhiên, đây là khu vực nông thôn, nhiều mảnh vườn lớn chen lẫn với địa hình đồng ruộng, kênh rạch cây cối tùm gây khó khăn cho việc truy bắt. Đến gần trưa nay mùng 9 tháng 1, trinh sát đã bắt giữ được nghi phạm và di lý về thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra. Ông MS tên viết tắt, chủ một vườn chanh ở ấp 7 cho biết, hai ngày nay nghe thông tin nghi phạm sát hại người lẫn trốn ở khu vực này, ông cũng lo sợ không dám đi thăm vườn. Sáng thấy lực lượng ở đây đông, an toàn nên ông đi vào thăm vườn thì phát hiện mất một tấm bạc để che xe rùa trong vườn, khiến ông lo lắng. Hiện chưa biết việc mất tấm bạc có liên quan gì đến nghi phạm hay không, song lực lượng chức năng cũng đã đưa chi tiết này thành chỉ dấu để nhận diện nơi nghi phạm có thể ẩn nấp. Ngoài chủ vườn chanh, những người dân trồng vườn nơi đây cũng phát hiện mất dừa, phát hiện vỏ chuối, nghi của hung thủ bỏ lại. Bên cạnh đó, một người dân khác tại khu vực là bà B, tên viết tắt chia sẻ, do chưa bắt được nghi phạm nên khi trời bắt đầu tối, nhà nào cũng đóng cửa, bao nhiêu bóng đèn bật hết, cành chó sủa thì mở camera ra để nhìn. Từ sáng mùng 8 tháng 1, tại ấp 7 xã Lương Hòa huyện Bến Lức, lực lượng trinh sát hình sự cảnh sát cơ động theo sát dấu vết của hung thủ. Phía bên trong khu vực cánh đồng có khoảng 20 chiến sĩ công an cơ động cầm gậy, cây, đèn pin tiến thẳng vào bên trong khu rừng để truy tìm kẻ giết người cướp của. Lực lượng chức năng đã dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực cánh đồng nơi nghi phạm đang lẩn trốn kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú. Chiều tối cùng ngày, loa phát thanh của ấp 7 cũng đã phát thông báo yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng hung thủ. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay đến cơ quan chức năng, đồng thời cũng kêu gọi hung thủ gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh dừa cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ. Lực lượng trinh sát còn bố trí ở các ngã đường khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Các lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm qua, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm, nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm. Trước đó, vào tối mùng 8 tháng 1, ghi nhận từ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 21 giờ tại con lộ liên ấp 7 xã Lương Hòa huyện Bến Lức, lực lượng công an tích cực truy tìm kẻ giết người cướp của ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn dọc theo các con lộ liên ấp 7. Khoảng cách một chốt là 100 mét từ 5 đến 7 cảnh sát, bao quanh các ngã rẽ khu vực cánh đồng hơn 3 hectare, nơi hung thủ nghi đang lẩn trốn. Từ chiều mùng 6 tháng 1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của công an huyện Bến Lức, nội dung có nghi phạm sát hại người, cướp tài sản, bỏ xe máy ven bờ kênh, khả năng chạy sâu vào cánh đồng trốn thoát. Ông NQD tên viết tắt, 63 tuổi, ngụ xã Lương Hòa cho biết, gia đình ông và những người nhà xung quanh đều là người lớn tuổi nên trời vừa tối là đã đóng cửa. Nếu có chuông và nhìn rõ ai thì mới dám ra ngoài, hy vọng công an sớm bắt được hung thủ cho bớt sợ. Lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung vào địa điểm được cho là có nghi phạm, đang lẩn trốn để truy bắt. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát đã phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết của hung thủ. Kể từ khi vụ án mạng tại quán cà phê ở Hóc Môn xảy ra, công tác truy lùng nghi phạm trên đã bước sang ngày thứ ba. Việc nghi phạm lẫn trốn trong khu vực địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp, kênh rạch chằng chịt được cho là khá tương đồng với vụ việc Tuấn Khỉ lẫn trốn khi sát hại 5 người nhiều năm về trước. Sau đó, lẫn trốn tại địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Chị Lê Thị Thúy Ca, 42 tuổi, ngụ xã Lương Hòa cho biết, hung thủ bị bắt
Chúng tôi bớt lo sợ, hay hôm nay không ai dám ra đường, ra đồng. Học sinh tập thể dục, vui chơi cũng rất sợ. Chị nói thêm, nghe tin bắt được nghi phạm, người dân bớt lo lắng, giờ thì an tâm buôn bán rồi. Ngoài ra, một người dân khác tại khu vực là bà Nguyễn Thị Nhờ, tên viết tắt, người dân xã Lương Bình, huyện Bến Lức nói, thường ngày đi bán ở đây, nghe có kẻ sát hại người trốn ở khu vực này, bà sợ quá, không dám đi bám, thêm phần lo sợ cho mấy đứa cháu đi học, vì sợ tụi nhỏ bị bắt làm con tin. Khi nghe tin bắt được kẻ ác, bà và mọi người ai cũng hoan nghênh các anh công an. Đồng hành với sự vất vả của lực lượng công an, những ngày qua, Hội Phụ Nữ, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên xã Lương Hòa tích cực vận động hỗ trợ, nấu cơm, mua bánh mì, nước để tiếp sức cho các chiến sĩ công an để truy tìm, bắt kẻ sát hại người cướp của. Sự vất vả của mọi người đã được an tâm khi bắt được hung thủ, trả lại sự yên bình cho người dân xã Lương Hòa. Ông Nguyễn Đức Ân, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An chia sẻ, mấy ngày qua, các chiến sĩ công an rất vất vả, thức xuyên đêm để truy tìm hung thủ. Chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thay mặt người dân địa phương, chúng tôi cảm ơn tất cả các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã bắt được hung thủ này. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã dẫn các đường link bài báo và chia sẻ niềm vui trước tin bắt được hung thủ sát hại người cướp của ở huyện Hóc Môn khi đang lẩn trốn tại cánh đồng ruộng ở huyện Bến Lức, Long An. Ngày 8 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Long An suốt đêm qua, với sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh này, các phòng nghiệp vụ Công an huyện Bến Lức phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục truy bắt hung thủ gây án, được cho là đang trốn ở cánh đồng rộng tại Long An. Ghi nhận của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, sáng mùng 8 tháng 1, tại ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An vẫn tiếp tục công tác truy tìm các chiến sĩ trinh sát đang theo sát dấu vết hung thủ. Ông MS, tên viết tắt, chủ vườn chanh ở ấp 7 nói, hai ngày nay nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn khu vực này, tôi cũng lo sợ không dám đi thăm vườn. Sáng nay, thấy lực lượng ở đây đông an toàn nên tôi đi vào thăm vườn thì phát hiện mất tấm bạt để che xe rùa trong vườn. Không biết có phải hung thủ lấy hay không, tôi cũng hơi lo. Từ chiều mùng 6 tháng 1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức, nội dung có nghi phạm giết người, cướp tài sản, bỏ xe máy ven bờ kênh, khả năng chạy sâu vào cánh đồng trốn thoát. Chính vì vậy, nhiều người dân tại khu vực có phần lo âu, các gia đình đều chốt đóng then cài. Ông NQD, tên viết tắt, 63 tuổi, xã Lương Hòa cho biết, gia đình ông và những người nhà xung quanh đều là người lớn tuổi, cũng lo. Ông Dê cho biết, vừa tối là tôi đóng cửa kính, khi có chuông và nhìn rõ ai mới dám ra ngoài. Tôi hy vọng công an sớm bắt được hung thủ cho bớt lo sợ. Hiện tại, lực lượng cảnh sát hình sự vẫn đang tập trung vào địa điểm được cho là có nghi phạm đang lẩn trốn để truy bắt. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ. Lực lượng trinh sát bố trí ở các ngã đường, khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Theo người dân nơi đây, lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm qua, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm, nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm. Hiện Công an tỉnh Long An và Công an thành phố Hồ Chí Minh bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp, khép kín địa bàn. Một chi tiết đắt giá trong vụ án được các trinh sát khám phá trong quá trình lần theo manh mối nghi phạm, đó là việc đối tượng có mặt tại một quán giải khát trên địa bàn tỉnh Long An để dừng lại, ăn uống trước khi tiếp tục quá trình lẩn trốn. Theo đó, bà Huỳnh Thị Tê, tên viết tắt, 51 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, người trực tiếp xúc với nghi phạm sát hại người trong thời gian dài chưa hết lo sợ. Bà Tê cho biết, khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 1, một thanh niên dừng xe ở quán mua nước và thuốc lá. Sau khi mua nước uống, người này xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào lâu lắm, rồi gọi mì ăn liền để ăn nhưng không ăn nổi, để mì ăn liền nở hết và bỏ đi. Bên cạnh đó, bà Tê cũng cho hay, bà thấy nghi phạm ngồi dáng vẻ mệt mỏi lắm, đến hơn 20 giờ, bà dọn hàng vào thì đối tượng mới rời đi. Khoảng 30 phút sau, công an mới tới tìm hiểu thông tin và cho bà xem ảnh nghi phạm. Lúc đó bà như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc hơn 4 tiếng với nghi phạm sát hại người cướp của. Sau đó, gia đình bà Tê đề phòng hơn, con dâu ở nhà để phụ bà việc nhà vì mấy hôm nay bà bị mất ngủ vì sợ. Là người theo đạo Công giáo, hàng ngày 4 giờ dậy đi lễ sáng nhưng từ khi vụ việc xảy ra, bà Bùi Thị B, 64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức không dám ra khỏi nhà trước 6 giờ. Khi bỏ trốn, hung thủ lại bỏ chiếc xe máy trước nhà bà B. Bà B cho hay, nghi phạm chưa bị bắt có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống, nên cửa nhà lúc nào cũng trong tình trạng chốt cửa then cài.
Bà B chia sẻ, vì chưa bắt được nghi phạm nên khi trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật lên hết, rồi canh chó sủa thì mở camera lên để nhìn. Theo bà B, từ ngày 7 tháng 1 đến giờ người dân không dám ra động, công an cũng truy tìm khắp nơi xung quanh khu vực, chỉ vào chỗ nghi phạm ngồi. Bà B cho biết thời điểm đó, đối diện nhà bà có đám cưới, nghĩ là ai đó đi đám cưới về rồi để lại xe, chứ không nghĩ là nghi phạm sát hại người. Bà B cho hay, đêm mùng 7 tháng 1, con trai gọi điện nói bà là có kẻ sát hại người, cướp của, đang đụng xe trước nhà mình. Hỏi bà có hay không, bà trả lời không biết gì, sau đó thì thấy công an và chó nghiệp vụ đến truy tìm hung thủ. Theo người dân, lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm mùng 7 tháng 1, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm, nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm. Hiện công an tỉnh Long An, công an thành phố Hồ Chí Minh bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín địa bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.